Ủa, làm gì mà mù quá vậy? Wow, cái này đẹp quá nè. Cho mượn xíu nha. Nè, đừng nói về tự làm đó nha. Tôi tự thiết kế á. À, xem nè. Cái này là bà bán chắc cũng nhiều vốn á. Tôi cũng đang tính kinh doanh, nhưng mà không có biết bắt đầu từ đâu hết á. Hay là bà thử kinh doanh online xem. Kinh doanh online. Để tôi chỉ cho. Ngay từ bây giờ chúng ta có thể kinh doanh online với Web Điều Kiện Chấm Điểm.